c 20 Pro này, mẫu xe mà 2022 bán chạy nhất và chắc chắn là 2023 cũng là một mẫu xe mình đánh giá chắc chắn sẽ là bán chạy nhất rồi. Cạnh con P, P26 ấy, thì mình nghĩ là C20 Pro nó giá thành nó hợp lý hơn và con này nó gấp được. Tức là gấp được để các bạn có thể bỏ vào cốp ô tô. Rất là ok. Mà con này pin lại rất khỏe. Đấy nên là hôm nay mình sẽ đánh giá tổng thể chiếc xe NQ C20 Pro 2023 nó có gì hay. Trên hình các bạn đây là mình đã lắp thêm cái gác ba ga của hãng này Cái bộ này là bộ của hãng Nó có giá 500 nghìn là cái bộ gác ba ga này này Nếu những anh em mà trước đấy đi xe Pro mà lắp gác ba ga rồi ấy Thì nếu mà muốn trọng tải lớn hơn thì có thể liên hệ công cửa hàng Để lắp lại cái chiếc gác ba ga này Nhưng mà tất nhiên rồi các bạn phải mua thêm là 500 nghìn Vì cái bộ này là bộ bên mình cũng đặt của hãng mà Thì giá thành nó khá là đắt Tuy nhiên thì nó khá là chắc chắn Đúng không ạ Rồi Em xe pro thì yên béo này, yên béo các bạn không phải thay nữa, tức là nhiều bạn đi mua xe cần phải thay yên béo nhưng con này không phải thay. Con này các bạn hoàn toàn có thể là nguyên bản của nó là yên nó đã béo rồi. Đấy, 2023 thì cái cái đèn nó nằm ở đây này, nó nằm ở sau này. Các bạn có thể nâng lên hạ xuống tùy vào chiều cao các bạn. Nếu mà hạ thấp nhất là chiều cao tầm 1m50 là đi được. Còn các bạn cao thì 1m8, m 1m 9 cũng được. Vì bản thân cái này cũng nâng được. Đây. Cái này cũng nâng được này cái tay lái ấy. Còn cái này cũng nâng được Thì tầm 1m8, 1m9 vẫn đi được Rất là ok Còn xe AMG Pro nó gần như là phủ được rất là nhiều cái phân khúc Để các bạn có thể đi được Gấp gọn bỏ vào ô tô được Nên là rất là nhiều khách hàng mua hàng để bỏ vào xe ấy, đi ô tô ấy. Thì người ta thường mua con này Và con này bánh 20 in Nhưng mà cái kích thước lốp là 3.0 thì làm cho chúng ta đi nó vừa êm vừa bám đường mà nó không quá to như bánh béo không nó không phải là bánh béo cho nên là rất là nhiều khách hàng cảm thấy đi con này nó không bị choái Đi ngồi lên xe và tầm 70 kg đi con này nó vẫn êm nhẹ nhàng, đúng không ạ? Mình đánh giá rất cao chiếc này nhá. Cho nên là trong review của mình thì mình vẫn sẽ hay nói về khen nó nhiều hơn, tất nhiên nó sẽ có chê. Tí nữa mình sẽ chê nhá. Còn khen ấy, thì mình nghĩ là nó không có vấn đề gì để chê cả. Rất là nhiều khách hàng đi con này này. Các bạn có thể xem clip và thả những cái comment mà gọi là chính xác về chiếc xe này nếu các bạn đã mua và đi rồi. Mình đánh giá là nó khá ok về số tiền. Ổn định, ổn định là sao? Nó không bị lỗi vặt. Quan trọng là mua một cái sản phẩm công nghệ hay là một chiếc xe ấy mà nó không bị lỗi vặt thì đã làm cho chúng ta đỡ được bao nhiêu thời gian rồi đúng không ạ? Cho nên là mình đánh giá rất cao. Cái phuộc của con này nhá. Phuộc lò xo nhưng nó rất êm. Đi nó nhún nó êm lắm. Đấy, nó đi trên cung đường mà gọi là bình thường thôi thì rất là êm mà kể cả đi vào gồ ghề nó cực kỳ êm. Mình đi rồi mà. Chiếc này mình đi mấy tháng mình biết mà. Con này nó có 5 số để các bạn đi Số 1, số 2 là pin nó khỏe nhất Đấy chưa Nghe nó cái động cơ nó đi nó Vít nó nhẹ nhàng Động cơ 500W Unlock Tức là để nguyên bản ấy nếu mà khui hộp ra mà không unlock nó là 250W Tốc độ 25 kmh Nhưng khi các bạn đã unlock rồi thì động cơ và tốc độ nó là khác nhau Tốc độ động Tốc độ nó lên 35 38 kmh Động cơ lúc đấy nó cực đại lên là 500W Và chiếc này pin ấy Thì pin của đời 2023 là 15,6 AH. Lõi lõi của pin là 2023 đã được cải thiện rất tốt nên là quãng đường di chuyển nó cũng giống như bản 2023 thôi, 2022 thôi là 20 120 km đến 150 km trên một lần sạc với điều kiện là đi trợ lực ở số thấp. Đúng không ạ? Rất là ok. Ờ, chiếc xe này đang phân phối với giá là 16 triệu 700 nghìn Thì mình nghĩ là một cái số tiền bỏ ra cho một chiếc xe đạp là đắt Tuy nhiên là xe đạp điện trợ lực mà pin đi được một cả tuần gập được động cơ trọng tải lớn thiết kế đẹp mọi thứ ok tầm tiền đấy lại không phải là đắt tức là các bạn mà mua xe mà cứ nghe đến giá mà chưa biết được cấu hình thì chắc chắn là các bạn sẽ chê đắt nhưng một khi đã sở hữu hoặc đi thử rồi thì các bạn lại đánh giá nó một cách gọi là rất là có thiện cảm đúng không ạ Chiếc MV xe Pro này là mẫu xe mà bên mình sẽ bán rất là chạy và cũng là sẽ đầu tư vào truyền thông nó tương đối nhiều. Bởi vì nó độ ổn định này, bền này, mọi thứ thiết kế cũng rất ok. Mong các bạn ủng hộ và có những cái đánh giá khách quan nếu đã sử dụng chiếc xe NWCM Pro Mẫu xe mà mình thấy là hiện là đang bán chạy nhất và tương lai chắc chắn cũng sẽ bán chạy nhất đúng không ạ Con này có Shimano 7, các bạn có thể đập thường được mà không cần điện cũng rất là nhẹ nhàng Tay ga của nó tay ga trẻ đôi để làm cho các bạn đi trên đường nó an toàn Học sinh đi chiếc này không phải chê, không thể chê được Ok mvcm pro mua hàng ở hà nội và sài gòn đều có cửa hàng để các bạn đi thử và mua hàng ok